Tin nóng trong ngày, chiếc xương cá dài 30mm đâm thủng ruột người phụ nữ. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ 45 tuổi quê ở Kiên Giang vừa bị một chiếc xương cá dài khoảng 30mm, dày 2mm đâm xuyên qua ruột non. Trường hợp này là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta cẩn thận hơn trong cuộc sống đời thường. Bà Nguyễn Thị Hằng, 45 tuổi, quê Kiên Giang, suốt 10 ngày đau nhiều vùng hạ vị, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Kết quả siêu âm, chụp CT bụng hôm 22 tháng 9 phát hiện dị vật dạng xương cá, dài khoảng 30mm, dày 2mm, một đầu đâm xuyên qua thành quai ruột non vùng hố chậu trái bệnh nhân. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi tách bóc khối viêm 3x4cm ở hố chậu trái, lấy một mảnh xương cá ra ngoài. Theo phó giám đốc bệnh viện, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 15 trường hợp bị thủng ruột do xương cá. Phần lớn dị vật đi qua đường tiêu hóa ra ngoài một cách an toàn trong vòng một tuần. Khoảng 1% dị vật sắc nhọn như kim, lưỡi lam, tâm xỉa răng, xương gà, xương thỏ và xương cá có thể xuyên qua thành ruột và gây viêm phúc mạc. Trong đó, xương cá chiếm 46% trong số những nguyên nhân gây thủng ruột non, thường đâm vào những vị trí gập góc hoặc đoạn đường kính hẹp. Theo đó, xương cá có thể đâm thủng thành của ống tiêu hóa, dẫn đến nhiễm trùng, áp xe cổ, áp xe trung thất hay viêm phúc mạc toàn diện. Thủng ruột do xương cá thường gây đau bụng 95%, sốt 81%, những triệu chứng khác như buồn nôn, ói, ói ra máu hoặc tiêu ra máu. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sao TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.